Xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay đã quay trở lại với kênh Túi Doanh nghiệp Cần Thơ bên em. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Và cô chú anh chị mua hàng có thể gọi trực tiếp cho em đến số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo hoặc nhắn tin qua số điện thoại đều được ha. Đầu tiên đó là một chiếc túi đeo chéo da cá sấu ha, da cá sấu thật 100%, bề ngang là 30, chiều cao là 21 và bề dày là 12, để mình đeo chéo rất là ok. Và dây này mình có thể rút lại được nha, mình gỡ cái nút ở đây, mình rút đây, mình để mình xách tay hoặc mình đeo vai đều được nha. Khoen khóa cùng vàng ươm sáng bóng ở phần này và phần đây, đây nó sẽ có một cái gù da cá sấu đó. Ở đây là da bò, ở phần bên hông đây là da bò dập phân sấu. Khoen khóa công vàng ươm sáng bóng hết, sẽ có một cái khóa cái miệng đây, thì bên trong sẽ một khóa cái miệng đây, lót bên trong lót vải sạch đẹp. Và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết, để mình đựng dừa tất cả các dòng điện thoại á, làm quà tặng được độ mới khoảng 80 đến 85%, 80% ha, độ mới khoảng 80%. Da cá sấu thật 100%, màu đen rất là đẹp ha. Lên nhìn shop mã là 2640 2640, 1.500.000, 2640, 1.500.000. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay hoặc là mình đeo chéo đều được ha. Khoen khóa rất là vàng ươm, ở đây sẽ đính những cái hạt rất là chiếu chiếu kích thước. Bề ngang da là da trần trám, bề ngang là 31, chiều cao là 21 và bề dày là 8 ha, để mình xách tay như thế này. Khoen khóa còn vàng ươm sáng bóng rất là đẹp, xách tay và mình đeo vai sẽ có một ngăn nhỏ đây, và mình mở ra như thế này thì bên trong sẽ có một ngăn ở đây, có một cái khóa cắm miệng đây, khoen khóa dập hiệu, một ngăn nhỏ đây ha, khoen khóa dập hiệu thương hiệu Channel, và một ngăn ở đây và một ngăn đây. Bên trong sẽ có hai ngăn nhỏ đây, dập hiệu thương hiệu Channel Pháp, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại nha và ví tiền. Khoen khóa công vàng ươm sáng bóng như thế này. Dây này mình có thể mình rút lên được để mình nêu vai ha. Kiểu này là mình xách tay. Lên nhập shop mã là 3332 590, 3332 590. Và cái đến đó là một chiếc bao tử rất là đẹp, da thật 100%, độ mỡ khoảng 80%, màu này là màu nâu, kích thước bề ngang là 16, chiều cao là 33 và bề dày là 7 ha, để mình đeo trước bụng rất là ok. Sẽ có hai cái nút khích 5 chấm đây và một cái khóa cắm miệng ở đây và một ngăn ở đây nữa, một ngăn ở đây là lót, lót vải sạch đẹp hết, và một ngăn ở phía sau sạch đẹp, và ngăn này là bự nhất để mình đựng tiền rất là ok ha, đựng tiền, điện thoại. Ở đây có chỗ để mình đựng bút, đựng viết. Và thương hiệu dập bên trong, thương hiệu dập bên trong, và có một cái khóa cáo miệng bên trong, lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết ha. Lên giùm shop một mã
3395 3395 509 và chất liệu dây đeo chéo vải bố chắc chắn và một chiếc túi xách tay thương hiệu Biacadin. Màu này là màu màu da. Kích thước bề ngang là 31, chiều cao là 20 và bề dày là 11 á, để mình xách tay. Sẽ có một phát kéo miệng ở đây. Bên trong là lớp vải sạch đẹp để mình xách tay như thế này. Và một ngăn ở đây, một ngăn đây. Và bên trong dập hiệu thương hiệu Biacadin của Pháp á, còn mã code sẽ có miếng tách da đây. Và một ngăn ở đây, lót vải sạch đẹp. Một ngăn bự ở chính giữa ha, có khóa kéo miệng. Và hai ngăn nhỏ hai bên, bên trong là lót sạch đẹp, lót nguyên bản dập hiệu thương hiệu Biacadin. Và khoang khóa dập hiệu thương hiệu Biacadin. Chữ B đặc trưng của Biacadin ha. Thường những túi Biacadin ha, ngoài thị trường rất là mắc, tầm triệu trở lên ha, nhưng hôm nay shop em bán 509 ha, 3335 509, độ mới khoảng 80%. Và một chiếc túi bao tử đeo trước bụng ha. Chiếc túi này phối những cái hạt, những cái đinh rất là đẹp, rất là cá tính ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 18, chiều cao là 25 và bề dày là 10, để mình đeo trước bụng rất là ok ha. Sẽ có một phát cá miệng ở đây và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây là bự nhất. Thì bên trong là lót vải ha, sạch đẹp hết. Có một cái phát cá miệng ở đây là sạch đẹp, da thật 100%, khoen khóa đều rất là ok. Dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn. Phía sau sẽ có một khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp. Lên nhìn shop mã là 3335 3335 509 3335 509. Và một chiếc túi xách tay da độc lạ ghép lại với nhau. Kích thước bề ngang là 35, chiều cao 25 và bề dày là 13, để mình xách tay và mình đeo vai, quá là đẹp luôn. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải nhung và khoen khóa còn vàng ươm sáng bóng, độ mới khoảng 85%, mình có thể làm quà tặng được ha. Và bên trong một ngăn ở đây và ở đây đựng cặp visit với tờ tùy thân. Và một ngăn ở đây có một khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết. Và một khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp, da thật 100%, để mình lướt tay. Và chất liệu da ghép ở đây là da độc lạ, những cái da đà điểu, da bò, da của những con này con kia ha, ghép lại. Lên dùm shop mã là 3341 1.500.000. Kế đến đó là một chiếc túi xách tay ha, xách tay đi tiệc. Ở phía trên này nắp là bơm ngựa và ở dưới là da ha, da bò, da bóng. Kích thước bề ngang là 28, chiều cao 21 và bề dày là 12. Sẽ có
một cái nút để mình mở ra như thế này, thì bên trong sẽ có một ngăn ở đây, và bên trong là lót dập hiệu thương hiệu Rejoice. Một ngăn đây và một ngăn đây có một cái khóa cáo nguyện, và một ngăn ở đây lót sạch đẹp. Ở đây còn mã code các thương hiệu Rejoice ở đây dập nổi trên miếng da, rất là đẹp ha. Tiếp sách bằng ngựa phối cái nắp thôi. Còn ở phần dưới đây là da bóng. Lên dùm shop mã là độ mới phần 80%, 3333, 509. Và một chiếc túi đeo chéo. Có thương hiệu. Để mình đeo chéo rất là ok. Giá thật 100%. Khoen khóa còn vàng ươm, sáng bóng. Kích thước bề ngang là 21, chiều cao là 15 và bề dày là 7 ha. Để mình đeo chéo rất là ok. Giá thật ha. Giá trần trám. Ở đây phối một cái tua rua. Và dây đeo là kết hợp giữa da và dây xích vàng ươm, sáng bóng. Bên trong thương hiệu Areo, và có một cái khóa cáo miệng ở đây, và sạch đẹp hết, da thật khách ha. Lên dùm shop mã là 3180 309. Và một chiếc túi xách tay nhỏ gọn và xinh xắn, màu đen, kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 17 và bề dày là 8. Để mình xách tay rất là đẹp. Và sẽ có một khóa cáo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp á, dập hiệu thương hiệu Lenaro. Và một khóa cáo miệng ở đây. Lót là sạch đẹp hết á, một khóa cáo miệng đây và một khóa cáo miệng đây. Và hai ngăn ở đây. Bên trong là lót nguyên bản dập hiệu thương hiệu Lenaro. Để mình xách tay. Rất là đẹp ha và xinh xắn. Lên dùm shop mã là 3240 309, độ mới khoảng 80%. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay màu, mình có thể đựng khoảng 3 bộ đồ. Thương hiệu, có thương hiệu ha. Màu này là màu nâu sô-cô-la. Kích thước bề ngang, bề ngang là 36, chiều cao là 32 và bề dày là 12 ha. Để mình xách tay. Sẽ có một khóa cáo miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp. Và một cái nút 500 hết đây. Bên trong lót vải ha, đẹp. Và thương hiệu Jealous and K, dập ở trên cái khóa ha. Và một ngăn ở đây là bự nhất. Thì bên trong lót vải sạch đẹp. Và lót vải sạch đẹp ha. Có một cái khóa cáo miệng bên trong. Để mình xách tay như thế này. Sạch đẹp. Da thật 100%. Lên dùm shop mã là 3337 ha. 509. 3337 509. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay màu xanh. Màu xanh dương. Kích thước bề ngang là 28, chiều cao 24 và bề dày là 11 ha. Để mình xách tay và mình đeo vai. Thương hiệu dập nổi ở trên khoen khóa. Và thương hiệu đây, Lowest Gazelle của Pháp. Và một cái khóa cáo miệng ở giữa là bự nhất. Thì bên trong lót vải ha, sạch đẹp.
và thương hiệu ở đây, thương hiệu Louis Cartel của Pháp. Lá dìm xốp mã là 3331 590, rất là đẹp ha. Màu này là màu xanh của Pháp. Thường những túi hiệu thì rất là đẹp ha, mình xài rất là bền và lâu. Kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo có thương hiệu Mandarina Dust, để mình xách tay và mình đeo chéo rất là đẹp ha. Màu này là màu nâu, kích thước bề ngang là 23, chiều cao là 18 và bề dày là 9, để mình đeo chéo rất là ok, xách tay và đeo chéo đều được ha. Ở đây nó sẽ có một nút 500 và một khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải và một ngăn ở đây là sạch đẹp. Ở đây thương hiệu là Mandarina Dust và có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp hết ha, da thật hoàn toàn. Lên dùm shop mã là 3265 390. Và cái đến đó là một chiếc bao tử rất là đẹp, thương hiệu Nokhen, da thật 100%, để mình đeo trước bụng, kích thước bề ngang là 18, chiều cao là 29 và bề dày là 6 ha. Đeo trước bụng rất là ok. Ở đây dập thương hiệu Nokhen và sẽ có một khóa cá miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây là sạch đẹp ha. Dập hiệu thương hiệu Nokhen ở đây và có một cái khóa cá miệng sạch đẹp hết, để mình đeo trước bụng rất là ok. Và khoen khóa dập hiệu thương hiệu Nokhen, chất liệu dây đeo vải dù dập hiệu thương hiệu. Lên dùm shop mã 3389 ha, 590, 3389, 590. Và một chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn và xinh xắn, chiếc túi này mình có thể mình xỏ dây nịt và mình đeo được ha. Mini, kích thước bề ngang là 13, chiều cao 15 và bề dày là 6 ha. Da thật 100%, ở đây là chỗ để mình xỏ dây nịt mình đeo. Và dây đeo chất liệu là vải dù, sẽ có một khóa kéo miệng ở đây và một ngăn nhỏ ở đây. Bên trong là lót vải ha, sạch đẹp hết, rất đẹp. Lên dùm shop mã là 3267 ha, 3267 390. Và một chiếc túi đeo chéo da trần trám, thương hiệu là Locas của Pháp ha, rất là đẹp, da thật 100%. Thường những túi Locas thì rất là cá tính và đẹp ha. Kích thước bề ngang là 27, chiều cao là 17 và bề dày là 6 ha. Đeo chéo rất là đẹp, da thật 100%. Sẽ có một ngăn ở đây và một khóa cái miệng ở đây. Khen khóa dập hiệu thương hiệu. Bên trong sẽ có hai ngăn nhỏ ở đây và thương hiệu Locas của Pháp và một cái khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp, đeo chéo cực kỳ đẹp và ok. Lên dùm shop mã là 3184 ha, 390, 3184, 390. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay màu nâu sô-cô-la có thương hiệu dập nổi ở đây, kích thước bề ngang là 30,
chiều cao là 22 và bề dày là 9 để mình xách tay, cực kỳ đẹp và xinh xắn. Thương hiệu dẹp nổi đây, và một cái khóa cá miệng đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp, và một cái nút để mình mở ra như thế này, sạch đẹp ha. Ở đây là dập vân điểu, sẽ có một cái khóa cá miệng ở đây nữa, bên trong lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu, và đây là miếng chết da, và có một cái khóa cá miệng ở đây, và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết. Để mình xách tay như thế này, lên dùm shop mã 3290 490, và một chiếc túi bao tử rất là xinh xắn và cá tính nè. Này là hình chiếc nón, màu này là màu đỏ cam, kích thước bề ngang 15, chiều cao 24 và bề dày là 9 ha. Bề dày là 10. Sẽ có một khóa cá miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp. Dây đeo chất liệu là vải bố chắc chắn. Một cái nắp bao tử hình nón như thế này. Một cái nắp ở đây. Độc lạ ha. Đây, bên trong là lót vải ha, sạch đẹp. Ngăn này thì mình đựng khá là nhiều đồ. Và một ngăn ở đây, có một khóa cá miệng ở đây. Bên trong là thương hiệu dập nổi đây. Đây là miếng tép da ha, và có một cái khóa cá miệng ở đây. Mình đựng vừa điện thoại, ví dài và một ít tư trang ha. Những chiếc túi mà bao tử á, mình đeo gọn, rất là gọn, đi du lịch hay gì đó. Mình bỏ vào hộ chiếu, điện thoại, ví tiền, tư trang. Rất là ok luôn ha. Lên nhìn shop mã là 3349 590, và rất là thời trang nữa. Và một chiếc túi có thương hiệu ha, thương hiệu dập nổi trên cái dây đeo, và thương hiệu hình con chuột túi ha. Kích thước bề ngang là 17, chiều cao là 31 và bề dày là 8, để mình đeo trước bụng rất là ok. Sẽ có một cái nút hít tâm châm đây, một ngăn đây, và một cái khóa cá miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải, và một ngăn ở đây. Lót bên trong là sạch đẹp hết ha, hít 500, và một cái khóa cá miệng ở đây. Hai ngăn riêng biệt ha, hai ngăn riêng biệt, và ở đây mình có chỗ để mình xỏ lỗ dây tai nghe. Dây đeo là dập hiệu thương hiệu ha, thương hiệu dập nổi đây, và sẽ có một khóa cá miệng ở đây, lót và sạch đẹp hết. Lên dùm shop mã là 3398 3398 590, và một chiếc túi xách tay màu xanh lá ha, giá thật 100%. Màu này là màu xanh lá, da thật, da bò, kích thước bề ngang là 23, chiều cao 18 và bề dày là 13. Để mình xách tay, da cực kỳ đẹp. Sẽ có một nút để mình mở ra như thế này, thì bên trong lót vải ha, sạch đẹp. Xách tay và đeo chéo. Lên dùm shop mã là 3185 390 3185 390, và một chiếc túi xách tay xanh lá, kích thước bề ngang là 39, chiều cao 25 và bề dày là 15. Để mình xách tay như thế này, sẽ có một khóa cá miệng ở đây, bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, và một ngăn ở đây. Thì mình mở ra thì một ngăn ở đây, và có một cái khóa cá miệng ở đây.
bên trong là lót sạch đẹp hết. Và một cái khóa cáo mềm thương hiệu Mati dập nổi ở đây. Và sẽ có hai ngăn nhỏ ở đây là sạch đẹp hết đó. Da cực kỳ đẹp. Da thật ha. Da bò dập phân. Lên nhập shop mã là 3338 509. 3338 509. Và kế đến đó là một chiếc bao tử màu nâu rất là đẹp. Kích thước bề ngang, bề ngang là 19, chiều cao 29 và bề dày là 7 ha. Để mình đeo trước bụng rất là ok. Sẽ có một cái khóa cáo miệng đây và một khóa cáo miệng ở đây nữa ha. Lót là lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây là bự nhất. Bên trong là sạch đẹp hết. Và một ngăn nhỏ ở đây là sạch đẹp. Và một khóa cáo miệng ở đây là lót vải sạch đẹp. Và một ngăn ở đây lót sạch đẹp hết. Sạch đẹp hết ha. Màu nâu rất là đẹp ha. Đeo trước bụng rất là ok. Lên nhập shop mã là 3370 509. 3370 509. Qua một chiếc túi bao tử ha, dòng Armani rất là đẹp ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 21, chiều cao là 22 và bề dày là 5. Để mình đeo trước bụng rất là ok. Dòng Trio Armani. Và sẽ có một nút kích 500 đây. Lót bên trong lót vải sạch đẹp. Và dây đeo chất liệu là vải dù, dập hiệu thương hiệu Rio Armani. Và một ngăn đây hết 500, lót bên trong sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu. Hết 500 rất là chắc ha. Và một ngăn ở đây lót vải sạch đẹp. Đây là chất liệu vải ha. Phía trước là da, rất là cá tính. Và ở đây có một cái để mình mở ra, mình đeo lại ha, rất là gọn. Lên dùm shop mã 3378 ha, 509. 3378 509. Và một chiếc túi xách tay thương hiệu Capersi. Màu này là màu trắng dập phân. Dập phân đà điểu. Kích thước bề ngang là 25, chiều cao là 21 và bề dày là 10. Để mình đeo vai rất là đẹp. Sẽ có một nút ở đây để mình mở ra, dập hiệu thương hiệu Capersi. Và một ngăn ở đây, lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Capersi. Một ngăn đây và một cái khóa cáo miệng ở đây và thương hiệu Capersi dập nổi đây. Và một ngăn ở đây nữa ha, lót là sạch đẹp hết. Capersi rất là xinh xắn ha. Đeo vai rất là đẹp. Lấy dùm shop mã là 3269. 3269 309. Và một chiếc túi chất liệu là da canvas của hãng. Kích thước bề ngang là 25, chiều cao là 20 và bề dày là 8. Để mình đeo chéo cực kỳ đẹp luôn. Sẽ có một khóa cáo miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây sạch đẹp. Rất là nhiều ngăn để mình lựa chọn. Và dây này mình có thể mình tăng đưa dài ra được ha. Một ngăn ở đây mình xách tay ha, mình đeo chéo, đeo vai là tùy mình ha. Mình có thể mình tăng đưa. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết. Và có một cái khóa cáo miệng ở đây là sạch đẹp. Dây này mình tăng đưa dài ngắn được. Lên dùm shop mã là 3266 ha, 309. 3266 309.
Và kế đến, đó là một chiếc túi xách tay. Kích thước bề ngang là 27, chiều cao 18 và bề dày là 9. Để mình xách tay như thế này. Da trần trảm ha. Và phía sau là phối da rắn, một ngăn nhỏ đây. Và mình mở ra như thế này thì bên trong sẽ có một ngăn ở đây, thương hiệu Channel Made in France, và một khóa kéo miệng ở đây. Lót là sạch đẹp hết ha. Để mình dài lại như thế này. Đó, xách tay và mình đeo vai đều được ha. Da trần trám rất là đẹp. Lên dùm shop mã là 3285409, 3285409. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay ha. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Cô chú anh chị có thể gọi trực tiếp cho shop hoặc nhắn tin qua số điện thoại và Zalo ha. Nhắn tin qua Zalo là ok nhất ha. Shop sẽ check rất là nhanh. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Tạm biệt cô chú anh chị.